đẹp. Đẹp đấy, mẹ là vui. Có gì nữa chắc này. Hay đấy. Nhưng mà trong ban chỉ đạo là có cả truyền hình mà Tommy như là hay mải mê những cái việc khác. Hay đến ta đã chả thấy thằng truyền hình. Không sao đâu, có quay karaoke đâu mà sao? Cứ đứng lên. Quay cả Canada đâu? Canada đâu? Dương chú nói mày là ba cái tiết mục tuổi sáu tao thấy mến rồi. Dương tao tao thích khá lắm. Không ngờ mày giúp con cháu được. Mỗi gì có mắt kiểu vui thôi. Không, được đấy. Tao thích nghe cháu mèo lắm. Mày như ở huyện chả biết bây giờ mày diễn cái gì thì nó còn nhiều cái yếu tố nhân tố nó hơn mình nhiều lắm, rất tuyệt vời. Này chú không ngờ mày đấy, còn hai thầy trò thì tao phục rồi. Xin một tràng pháo tay.